Theo cộng đoàn, thật là buồn khi có một linh mục, ngài làm truyền thông rất đắc lực của dòng Don Bosco và cho Giáo hội Công giáo Việt Nam được Chúa gọi về. Xin mọi người cầu nguyện nhiều cho linh hồn của cha sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Cáo phó, tỉnh dòng Saladin Don Bosco Việt Nam, cộng thể nhà Tĩnh cùng tăng quyến đồng kính báo. Linh mục Phêrô Phạm Văn Chính đã an nghỉ trong Đức Kitô Phục Sinh lúc 11:30 thứ Bảy ngày 24/7/2021 tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 65 tuổi. Tiểu sử, cha Phêrô Phạm Văn Chính sinh ngày 2/7/1956 tại Cẩm Thanh, Quảng Ngãi. Từ năm 1967 đến năm 1968, đệ tử viện tại Trạm Hành. Từ năm 1968 đến năm 1974, đệ tử viện tại Thủ Đức. Từ năm 1974 đến năm 1975, tập viện tại Trạm Hành. Ngày 15/8/1975, tiên khấn tại Đà Lạt. Từ năm 1975 đến năm 1978, học triết học tại Sôn Rua, Đà Lạt. Từ năm 1980 đến năm 1985, học thần học tại Sôn Rua, Đà Lạt. Ngày 15/8/1984, khấn trọn đời tại Đà Lạt. Ngày 29/10/1999, thụ phong linh mục tại Xuân Hiệp. Năm 1997 đến năm 2013, thư ký tỉnh. Năm 2006 đến 2012, giám đốc công thể nhà tỉnh. Từ năm 2009 đến 2021, cố vấn đặc trách truyền thông tỉnh dòng. Lúc 11:30 ngày 24/7/2021, về nhà cha. Hãy ở lại trong tình thương của thầy. Vâng, thật là buồn về tin tức này. Xin Chúa đón nhận linh hồn cha, ban ơn nâng đỡ cho hội dòng cùng gia quyến của ngài. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.